Ôi Giàng ơi, người ở dưới xuôi, cái bụng hơi to một tí, nhưng mà tốt lắm, tốt lắm. Đúng là những người anh em có cái bụng tốt của nhau. Lên sóng giới thiệu những cái sản phẩm radio cassette, bằng cassette, đều được những người anh em có cái bụng tốt. Trần Văn Chốt, Trần Văn Chốt. Trân trọng cảm ơn người ở dưới xuôi. Báo cáo với lại các thượng đế, bây giờ là 16 giờ 15 phút ngày 27 tháng 1 năm 2024. Cái bụng mình nó ưng lắm. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các thượng đế đã Trần Văn Chốt những sản phẩm của mình. Và cũng xin chúc mừng các thượng đế, vì khi Trần Văn Chốt, các thượng đế đã sử dụng sự thông tuệ của mình. Xin chúc mừng. Những combo băng cassette mình lên sóng giới thiệu ngày hôm nay đã có địa chỉ hết rồi. Và bây giờ lại tiếp tục lên sóng một cái video nữa để phục vụ một số anh em. Vừa rồi có một người anh em có cái bụng tốt yêu cầu mình lên sóng combo 10 cuộn băng cassette để cho người anh em coi như thế là Trần Văn Chốt. Thì xin thưa với lại người anh em, xin thưa với các thượng đế trên giải chữ S, ở combo này 10 cuộn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cuộn. 10 cuộn này là mình bán, còn những cuộn băng cũ tổ, thế nhưng mà nó hơi cũ rồi, thì ở đây mình tặng, kính tặng các thượng đế để tình cảm của chúng ta ngày càng bền vững và phát triển lên một tầm cao mới. Bây giờ đi vào chi tiết từng cuộn. Cuộn này là cuộn thứ nhất. Những cái cuộn mà có cái hình này, in màu này, là mình mua của sư huynh ở trên Sài Gòn. Mua của sư huynh ở trên Sài Gòn. Thế nhưng không phải cuộn nào cũng bán được. Mình mua là một chuyện, thế nhưng mà khi về mình bán thì mình phải kiểm tra về âm thanh. Nó phải lọt cái lỗ tai của người nông dân thì mới bán nhá. Thế còn đương nhiên là tai của người nông dân thì nói thì là các thượng đế biết rồi, tai nó vẫn còn dỉ lắm, hạn chế lắm nhá. Đấy. Có những cao nhân người ta bảo người ta nghe, người ta thưởng thức âm nhạc ở cái thể loại nhạc nó đưa ra cái âm thanh ma mị nhá, ma hờn quỷ trách thì người ta mới sướng. Nhưng mà mình là người nông dân thì cứ chân chất thôi nhá. Đấy. Cái tai của mình mà nghe được thì chắc là nhiều người cũng nghe được nhá. Vì cổ nhân đúc kết lại là mắt thợ vợ bạn, tuy chỉ là thợ vườn thôi nhá. Đấy. Cuộn này là cuộn thứ nhất. Kế linh thanh tuyển song kiếm hợp bích. Cuộn này là cuộn thứ hai. Đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt vai tôi. Vâng, hôm anh đi em gục đầu nức nở, trên vai anh hai tiếng đừng đi. Anh phải đi khi tuổi đời vẫy gọi, xa nhau rồi hãy giữ trọn tình nhau. Đôi mắt người xưa đã đi vào thơ ca. Một mặt là áo người trinh nữ Sony HF90 tem đỏ. Cuộn này là cuộn mình giới thiệu những cái cuộn mình mua trước, còn cuộn mình thâu giới thiệu sau. Cuộn thứ hai, cuộn thứ ba, tình bơ vơ. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Không nhìn thì thôi, cứ nhìn là thích nhá, cứ nhìn là muốn. Thế chứ lị. Cuộn này là cuộn thứ tư, mộng ước mai sau. Không biết là có bài ước mộng đôi ta không? Không biết xem ở trong này có ước mộng đôi ta không? Không có, cái này khác. Đấy, mộng ước đôi ta nó lại khác nhỉ? Em ơi dù cho sóng gió còn nhiều nhỉ? Lòng anh vẫn ước mơ rằng dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi. Thay đổi đấy, dù mình gian khó trong mái tranh nghèo,
vang tiếng cười bầy trẻ thơ. Cuộn này là cuộn thứ tư, Hoa sứ nhà nàng. Một mặt là hát cho người tình phụ, một mặt là Hoa sứ nhà nàng. Những cuộn băng này mình mua về mình kiểm tra âm thanh rồi nhá. Ở đây có 5 cuộn. 5 cuộn này là mình mua của sư huynh ở trên Sài Gòn. Thì ở trên đấy người ta mới có cái công nghệ in bìa màu. Chứ còn bản mình thì chưa có, hiện tại là chưa có nhá. Nhưng mà có nhiều khả năng là nhiều năm sau thì sẽ có nhá. Đấy, nhưng bây giờ là chưa có cái công nghệ đấy. Bây giờ chỉ in in đen trắng thôi, in đen trắng đấy nhá. Nói đen trắng lại nhớ đến chúng ta xem ở những cái tivi đen trắng Samsung 359R, xem những bộ phim Người giàu cũng khóc thì đơn giản tôi là Maria nhá. Đấy. Cuộn băng này là cuộn băng mình tự thâu, tự tuyển lựa, tự thâu. Ở đây thì các thượng đế Trần Văn Chút combo này thì có sự so sánh âm thanh giữa coi như là cao nhân ở Sài Gòn thâu và người nông dân ở bản thâu nhá. Đấy, thì chất âm của người nông dân thì bao giờ cũng vậy, nó khiêm tốn, khiêm tốn. Thế nhưng mà nghe thì cũng buồn ngủ lắm nhá, gật gà gật gù ấy. Đấy. Liên khúc Tuấn Vũ 12 Sony HF90. Cũ mà như mới, cũ mà như mới. Mấy anh cu quan nó biết tiếng Tây, nó bảo chú khi giới thiệu chú phải bảo like new nhá. Hoặc là new new, new là mới, new new là mới mới nhá. Đấy, cuộn này là cuộn 2 4 5, cuộn này cuộn thứ 6, cuộn này mình tự thâu rồi. Đấy. Sang cái cuộn này cũng là Sony HF90, cuộn này cũng mình tự thâu. Đây. Mình thâu thì y thuật của mình còn non và xanh nên mình phải tuyển lựa những cái cuộn băng nó rất chi là mới. Nó mới đến cái mức như thế này. Đấy. Sony HF90. Nội dung chương trình là trước 1975. Ca sĩ Thanh Tuyền hát trong đĩa CD Thanh Tuyền 2. Ở những cái cuộn băng này là nhạc trước, nhạc sau 75 thì nhạc đây là nhạc trước 75. Tức là có cả trước 75 và có cả sau 75 nhá. Có nam có nữ mới nên xuân, mà có xôi có thịt mới nên phần. Trong cái bộ sưu tập băng nhạc của chúng ta thì có trước 75 và sau 75 để chúng ta thỏa mãn cái niềm đam mê nhá. Cuộn băng này là cuộn băng TDK, người ta sản xuất từ năm 1900 ngày ấy. Mình mua rất nhiều những cái cuộn băng này mà mình thâu, mình cảm thấy nó hợp với lại nhạc trước 1975, hợp như chú với thím, như cậu với mợ. Bởi vậy mình thâu nhạc trước 1975, ca sĩ Thanh Tuyền hát trong đĩa CD Thanh Tuyền 1. Rất chi là hợp, cái tiếng gõ của nó lóc cóc leng keng nó lên, rất chi là hợp. Mà nó lên thật nha, chứ không phải là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa đâu. Và cuộn này là cuộn coi như thế là để những dịp Tết đến xuân về. Rất chi là vui nhộn, chương trình Bonnet 79. Này, Bonnet 79 băng Sony HF90. Nghe sướng lắm, nghe sướng lắm. Và cuộn này thì mình nhìn thấy cái hình của nó, cái vỏ của nó thấy là lạ nhá. Vỏ của nó trắng muốt như tà áo trắng của nữ sinh Đồng Khánh nhá. Tung bay tà áo tung bay, xôn xao một trời nắng đẹp này. Đấy, lại còn có cả tiếng Tây thì không đọc được. Nhưng mà băng này đúng là trắng. Này này, cái vỏ trắng muốt như thế này là còn có cả tiếng Tây. Đấy, thượng đế nào biết tiếng Tây về dịch ra xong là nếu mà có lúc nào mà rảnh rỗi thì gửi cho mình dịch ra sang đây nó là cái gì nhá. Đấy, thì ở đây cái cuộn băng này nó mới và cái ruột của mình thấy nó vẫn còn đẹp, thế nên mình cũng thâu luôn nội dung chương trình là ca sĩ Hương Lan và Tuấn Vũ hát nhạc sau 1975. Cuộn này tính 30.000 đồng nhá. 30.000 đồng. Những cái cuộn băng này mình tính 50.000 đồng một cuộn. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5 nhá. Đấy, 5 cuộn này 5 năm 25, 250.000 đồng. Cộng với lại 2 cuộn này 120.000 đồng, 60.000 đồng một cuộn nhá. Đấy, 250 cộng với lại 120 là 370.000 đồng. Cộng với lại cuộn này 30.000 đồng là 400.000 đồng. 2 cuộn này 60.000 đồng một cuộn, 2 cuộn là 120, vừa rồi 40 cộng với 120 là tổng là 520.000 đồng. 520.000 đồng thì nó lại là có cái con số lẻ 20.000. Bởi vậy trân trọng gửi tới các thượng đế con số nó
nó tròn chỉnh nhỉ, nó tròn chỉnh, nó yêu thương hơn, nó mềm mại hơn. Đó là 500.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Hay nói cách khác là tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền, người mua được quyền trả, người cung cấp như mình không có cái quyền trả tiền vận chuyển, tiền phí ship. Ở đây là 10 cuộn là bán, mình vừa mới giới thiệu chi tiết tỉ mỉ kỹ lưỡng từng cuốn một. Bây giờ sang những cái cuộn băng mình kính tặng các thượng đế để tình cảm của chúng ta ngày càng bền vững và phát triển lên một tầm cao mới. Ở đây là những cuộn băng cũ tổ, 1, 2, 3, 4, 4 cuộn băng cũ tổ và một cuộn băng này. Cuộn băng này là Sony HF90, mình mua về đã có sẵn nội dung chương trình rồi. Nghe được đấy nhá. Nội dung chương trình là ca sĩ Trường Vũ. Đây, từ người ta thâu từ ngày xưa, mình nhìn thấy cuộn này, băng này nó cũ, mình cũng chẳng thâu lại đâu. Nhưng mà mình mở, mình nghe, nhìn thấy nó, này mình mở nghe thấy ca sĩ Trường Vũ hát. Cuộn này là ca sĩ Chế Linh hát. Mình mua về có sẵn nhạc rồi, bỏ đây tặng để cho nó hoành tráng. Cuộn này cũng là băng cũ tổ luôn, để tặng cho nó hoành tráng. Đấy, để cho nó hoành tráng. Người xưa bảo là nghìn vàng không tiếc, để tiếc gì tiền bó. Các thượng đế ở trên trời có bao nhiêu địa chỉ bán băng, các thượng đế lại liên hệ với người nông dân để trần vân chốt. Bởi vậy có những cái cuộn băng như thế này để kính tặng các thượng đế, thay lời xia xịa, thay lời merci, thay lời thank you, và nói bằng tiếng Kinh là thay lời cảm ơn các thượng đế. 500.000 đồng combo chỗ này là 10 cuộn bán này, 1, 2, 3, 4, 5 cuộn tặng là 15 cuộn. 5 cuộn tặng này không có vỏ. Thôi bây giờ mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn người ở dưới xuôi, trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái và quyết thắng. Merci, merci beaucoup.